Ok, chào toàn thể anh em đến với The Lật Channel của Nơ Mưa Hạt. Trong video này mình sẽ làm về vị tướng, đó là Gia Tá ở mùa 24. Cũng như trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho, đó là vị tướng Gia Tá này. Một vị tướng cũng khá là đáng chơi và có thể khắc chế khá là nhiều vị tướng. Kèo đối đầu giữa mình và Rá, nói chung nếu mà ai zone combo đẹp á thì người đó là sẽ giành phần thắng thôi. Bởi vì anh em cũng biết rằng thì Rá là một chất tướng sát thủ sát thương phép. Nó mà zone combo thì mình lên bảng điểm số liền. Còn mình mà zone combo thiên rực được nó thì nó sẽ lên bảng điểm số thôi. Quan trọng đó là ai hơn ai thôi anh em ạ. Gia Tá thì đầu game khá là yếu, nên là chắc chắn thì việc đó là anh em cần farm lên level 4 đã, khi đó đi gánh mới có thể hiệu quả được. Với Gia Tá là một chất tướng khá là khó chơi, đòi hỏi đó là kỹ năng anh em cũng phải khá là cao. Bởi vì combo của Gia Tá thì có rất là nhiều cách combo. Ở trận đấu này thì mình cũng sẽ đó là hướng dẫn căn bản nhất, đó là dành cho anh em để có thể bay được Gia Tá, phát huy gọi là tối đa chất tướng này. Để mà thuần thục Gia Tá một cách đó là tốt nhất và hiệu quả nhất thì mình nghĩ đòi hỏi anh em cũng phải tập luyện rất là nhiều, kể cả mình cũng vậy. Nhưng mà để biết cách bay và có thể chơi lại đối với các vị tướng khác thì Gia Tá không phải là chất tướng khó. Thì tình huống này mình chuẩn bị nhảy lên level 4 nha, chỉ còn một xíu nữa phải chơi lên level 4 đại anh em ạ. Rồi 3, 2, 1 chuẩn bị lên level 4, mà lên level 4 thì mình sẽ bắt đó là xạ thủ của tém địch trước. Và ván này thì chắc chắn là xạ thủ tém địch lên bảng điểm số. Và cái chén cơm đâu thì xanh chó đó là vị trí của Gia Tá. Rừng tém mình thì ý định đuổi theo ra tém bên địch, nhưng mà bị đó là trầm trọng lực các kiểu, ảo ảnh trảm cùng rát các kiểu. Quý lén tém mình lên bảng điểm số. Thì bây giờ mình lại lùi về, đó là giữ cái lén của mình thôi. Gia Tá phải lên level 4 đi cánh mới hiệu quả được. Bảy giấy nữa lại có đó là chiêu cuối, thì bây giờ mình đó là sẽ núp đấy nhá. Mình nghĩ ra tém địch sẽ lên gọi là dọn dẹp đám lính đó, mình chưa ra vội đấy. Và này thì mình cho đó là ra tém địch đó là sử dụng đó là chiếu, sau đó thì mình sẽ đó là bay luôn nhá, cất cánh và tiền ra tém địch lên bảng điểm số. Thiến rực 5 điểm mà gây sát thương vào một mục tiêu nữa, những mục tiêu không có kháng phép thì chắc chắn đó là không thể thoát được. Đinh đó là đảo gánh ở khu vực đường rồng xíu, nhưng mà chưa thấy đó là tầm nhìn, nên là thôi sẽ lùi về lén của mình để dọn dẹp đám lính này nhá. 7 giấy nữa có chiêu cuối rồi, pha này thì có chiêu cuối rồi này. Ra tém bàn thì vẫn đáng đó là sử dụng những cú đấm đó là chấn khống để dọn dẹp. Mình sẽ đó là lại đấy, núp đấy, ra tém bàn mà di chuyển quá để hỗ trợ đương ta thân thì mình sẽ bắt nhá. Đây đây đây, pha này bắt luôn này, chạy đâu chạy đâu. 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, thiến rực và lên bảng điểm số đến từ vị trí của Rá. Thì quan trọng là ai ở thế chủ động và ai gọi là cất cánh và con zone combo được thôi. Nếu mà mình gọi là không cất cánh được cái á, thì chắc chắn là mình sẽ lên bảng điểm số. Mà mình cất cánh được thì cái lượng sát thương zone vào đến mục tiêu thì cũng rất chỉ là ok. Về phần chiêu thức của vị tướng đó là Gia Tá thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em sử dụng theo hướng chỉ định tung ra đó là một viên đạn và gây cho là sát thương thôi. Nói chung sát thương thì cũng không đáng kể đó là chó lắm. Đó là ở chiêu 1. Ôi, pha này trật mất rồi anh em ạ. Tưởng là cất cánh được, ai dè là cuối cùng. Mình ý định đó là mình khưng một nhịp lại á, để có thể là Murat rất bóng về rồi mình gây sát thương và kết liễu. Nhưng mà cuối cùng thì lại đó là bị khưng và Murat tém địch đó là chạy được. Kiểu là Murat vừa có bóng, một là nó giật về, hai là nó đó là không giật về á. Tình huống đó thì lỡ và biến thành đó là con chim, đó là cánh cụt. Ok, thì bây giờ thì anh em thấy thì giá của tém địch thì cũng đang đấm đá cấu rỉa trong trù thôi.
Còn nếu mà rá bị mình dồn combo phát thì tầm này có lẽ là rá sẽ hơi khó chơi. Đây, lúc này không bắt được đúng không? Đâu rồi nhà Murat, đâu rồi? Đấy đúng không? Ồ, đấy đúng không? À, Murat tỉnh thế. Mình tưởng là đáng án là con giới, ai dè là Murat biến về trong bụi và thấy mình phạt và cuối cùng thì lui về rồi. Về chiêu hái của vị tướng đó là giá tá, thì anh em gọi là tung ra là cơn lốc, có lốc đi và lốc về thế này. Và anh em nên nhớ chiêu hái kết hợp với kiểu chiêu 1 á, thì sẽ đó gây nổ đám nhá. Chiêu 1 chạm đó là chiêu hái thì sẽ đó là gây nổ đám anh em ạ. Vì thế anh em sử dụng làm sao cho hợp lý để chiêu 1 có thể đó là kết hợp với cái lốc chạm, cái lốc chiêu hái, để có thể đó là nổ đám gây thêm đó là sát thương. Còn về chiêu cuối thì anh em kích hoạt để đó là cất cánh thôi, sử dụng được di chuyển để cất cánh. Tình huống này thì xạ thủ tém đi, đó là bật chiêu cuối lên rồi, mình phải lùi lại anh em ạ. Rồi pha này thì mình sẽ tiến dược này, lùi một nhịp để tiến hai nhịp anh em ạ. Rồi cất cánh luôn và tiến ra tém địch lên bảng điểm số. Đối với Zata thì khi anh em gọi là sử dụng chiêu cuối kích hoạt thì anh em gọi là sử dụng cái nút di chuyển để bay, bên cạnh đó thì anh em nên đó là sử dụng cho mình đó là kết hợp giữa chiêu 2, chiêu 1 và các đòn đánh thương. Bởi vì đòn đánh thương thứ 3 của vị tướng đó là Zata thì cũng sẽ đó là gây thêm sát thương nữa. Và đặc biệt khi anh em thiến dược á, thì kết hợp giữa chiêu 1 và chiêu 2 nữa thì anh em vừa đó là gây thêm được sát thương, vừa đó là giúp anh em giảm thời gian hồi chiếu, thì xíu nữa mình sẽ phân tích cụ thể. Còn bây giờ thì trước tiên thì cứ đó là thiến dược hạ gục đã, nhưng mà tiếc thế, còn một xíu máu đến từ vị trí của rá. Giá ta thì cũng khá là lâu rồi mình chưa chơi lại vị tướng này. Mới đánh đó là trận trước một trận và trận đấu này là trận thứ hai để làm gọi là clip dành cho anh em luôn. Nên là có thể nhiều khí đó là những pha thao tác tay thì không được đó là quá uyển chuyển, vị tướng nào cũng vậy, cần đó là thời gian tập luyện một xíu. Rồi tình huống này thì mình sẽ đó là cất cánh này. Ôi 1 2 3 4, ôi càng đông càng vui, càng đông càng vui. Những pha như vậy là thích nhất á, kiểu là đối phương còn khoảng là tầm nửa cây máu và hết coi là các chiêu thức lắm choáng rồi, thì khi đó ra ta cất cánh đó là sẽ ok nhất. Còn nếu mà tem bên địch đang đầy cây máu cả thì thực sự ra ta bây giờ bay không phát huy quá là nhiều tác dụng, đặc biệt khi tem bên địch lên đó là những đồ tàng phép rồi. Về cách bay để bay được đó là vị trí của ra ta thì có rất chỉ là nhiều cách bay luôn. Cơ bản nhất ở một đường thẳng đó anh em sử dụng chiêu 1 kích hoạt chiêu cuối, sử dụng nút di chuyển bay 3 tách, cái đó là cơ bản và đơn giản nhất. Nâng cao hơn một xíu thì anh em sử dụng chiêu 2, rồi sau đó anh em kích hoạt chiêu cuối sử dụng nút di chuyển để bay. Bên cạnh đó thì kết hợp thêm đó là những đòn đánh thương và chiêu 2 và chiêu 1 để kết hợp nổ đám nữa, tích được càng nhiều điểm, tích được càng nhiều tách thì khi đó thì thiến rực lên sẽ đó là càng nhiều sát thương. Chiêu 2 thì anh em có thể là tích trữ là tối đa 2 lần, vì thế anh em đến đó là tận dụng một xíu. Thường thì mình thường xuyên bay đó là sử dụng chiêu 2, rồi sau đó thì sử dụng chiêu cuối, sau đó sử dụng nút di chuyển để cất cánh. Bên cạnh đó tiếp cận được đó là mục tiêu thì càng tốt, không tiếp cận được thì anh em có thể tốc biến và đuổi theo thiến rực đó là vào mục tiêu luôn. Tình huống này thì chắc là phải tốc biến bỏ chạy thôi. Ý định của mình đó là cất cảnh phá đỏ nhưng mà cuối cùng thì bị đó Richter đấm xỉa các kiểu, lượng máu quá là thấp nên là phải đó là tốc biến bỏ chạy. Chứ với lượng máu đó thì ra một cú bắn đến từ đó là Celica nữa là mình lên bảng điểm số liền. Thì trần thì đáng bị đó là tém bên địch ép cái trụ ở khu vực đường rông, thì bị tém địch lấy hai trụ rồi. Bây giờ thì tình huống này mình có thể là bắt được hay không? Zuka trầm trọng lực rồi, mình vẫn thiến rực. Ok, vừa bỏ chạy đó là vừa quất luôn, sứ mệnh cứu thể đạp xuống đến từ vị trí của Senel, tiền ra tém địch lên bảng điểm số 36 kế, chuôn là thường sách. Khi mà xạ thủ tém địch thì sử dụng chiêu cuối. Ok, bây giờ thì chắc là phải bỏ chạy thôi anh em ạ. Và đó thì rất may là sứ mệnh cứu thể của đó là vị trí Senel tém mình đạp xuống kịp thời, và mình vừa sống sót được vừa ăn được mạng của rá nữa.
Thực sự thì mình cũng xem đó là khá là nhiều anh em gọi là chơi giá tá, những anh em tốt giá tá hay là bẻ giá tá, người ta bay cực kỳ là ảo diệu luôn. Tất nhiên thì vị tướng nào cũng vậy, khi anh em chơi một vị tướng nào đó nhiều thì kỹ năng của anh em sẽ cực kỳ là tốt. Mình thì chơi giá tá, mình chỉ hướng dẫn gọi là những cái căn bản nhất thôi, cách bay để anh em có thể là bay được. Còn tất nhiên thì để mà anh em gọi là kỹ năng cực kỳ là cao và bay gọi là cực kỳ là ảo diệu thì thực sự đó là cái đó thì đòi hỏi anh em cũng phải tập đó rất chỉ là nhiều, kể cả mình cũng vậy. Các vị tướng nào cũng vậy thôi, khi anh em gọi là mỗi mùa thì có mỗi meta, đặc biệt thì có nhiều chất tướng nó xoay thay đổi theo meta nữa, anh em cũng phải đó là tập khi đó mới hiệu quả được nhá. Giá ta thì cũng không ngoại lệ. Đối với giá ta thì về biểu đồ cũng khá là đa dạng, theo thiên hướng là sốc sát thương, theo thiên hướng đó là có chống chiêu nữa để tránh trường hợp gọi là anh em không thể cất cánh được. Thời điểm trước á, thì giá ta cực kỳ là khỏe, thiên sư thì còn lộ tầm nhìn này, tầm xa hơn này, rồi cả kiểu. Thời điểm hiện tại thì giá ta không còn được đó là quá chú trọng nữa, nhưng mà một phần là một chất tướng đó là đáng chơi. Rồi tình huống này thì anh em thấy thì mình sẽ lùi lại một nhịp trước đã. Dừng khiến đến từ vị trí của Dirac và pha này cất cánh luôn này, 1, 2, 3 người. Ôi pha này quá là đẹp anh em ạ. Kết hợp phải gọi là cực kỳ là hoàn hảo đến từ đó là vị trí của mình cũng như đó là Dirac. Và anh em thấy thì một pha pháo tử quáng đẹp đến từ Dirac, một cú thiến rực đẹp đến từ vị trí của gia tá và tiền đó là 5 người của tem địch lên bảng điểm số luôn. Thì những pha kết hợp zone combo như vậy thì sẽ cực kỳ là đẹp. Thì bên mình thì gãy rồi, gãy đến từ vị trí của Quý Lén rồi. Đã win đâu mà gãy. Giá ta thì nếu mà tem bên địch đóng á, lượng gọi là sát thương của anh em chưa có thể bay được để kết thúc mục tiêu thì anh em cứ cấu rìa cho mình. Sử dụng đó là chiêu 1 và chiêu 2. Làm sao cho hai cái nổ đám là chúng cứ cấu rìa đối phương tư xa trước đã. Sau đó cảm giác ok thì anh em mới bay nhá, chứ không phải đó là anh em cứ thấy người là bay, bởi vì anh em đã bay vào mà không hạ gục được mục tiêu thì chắc chắn anh em dễ lên bảng điểm số. Tình huống này thì 1, 2, 3, 4 có ăn được ai không? Vẫn ăn được, đó là vị trí của Ratem Bendik, nhưng mà mình thì lên bảng điểm số. Seniel đang có chiêu cuối sao không, đó là đạp xuống vào mình nha, đạp xuống vào mình vào đó có khí đó là mình sống cùng đến á. Hơi đáng tiếc một xíu, Seniel nghĩ đó là chắc chắn thì phá đó mình chắc là cũng không thể thoát được á, nên là không bay thì phải. Ok, dầu sao thì cũng gọi là tôn trọng quyết định của đồng đội thôi. Mình thì mật cái màn chấm dứt thì cũng cung cấp cho tem đi khá là nhiều vàng, hơi tiếc một xíu nhưng mà thôi không sao cả. Đối với Zata thì anh em cần lưu ý cho mình một điểm là như sau. Khi anh em đã bay, đã xác định bay, cất cánh là ít nhất cũng phải ăn được màn hoặc là đối phương cực kỳ là thấp máu. Còn nếu mà anh em gọi là bay mà gọi là vào giữa tấm địch rồi, bởi vì thiên rực thì phải giữa đó là tấm địch để có thể gây được sát thương, thì khi anh em đạp xuống thì đồ cơ đồng của anh em không còn nữa, qua đó thì sẽ cực kỳ là nguy hiểm. Về phù hiệu dành cho giá tá thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là Thánh Thuần để giúp đó là giá tá có thêm một lớp giáp ảo khi mà lượng máu gọi là thấp, tránh trường hợp bị đối phương gọi là sốc đáp. Bây giờ thì anh em thấy thì có một pha gọi là giáo tránh, tình huống này thì mình sẽ đó là sử dụng chiêu 2 này, rồi sau đó sử dụng đó là chiêu cuối cất cánh này, quay trở lại vừa đánh thương vừa sử dụng chiêu 1 vừa sử dụng chiêu 2, tiễn hai người của tem địch lên bảng điểm số. Và anh em thấy thì thời gian giảm hồi chiếu rất chứ là nhanh, bây giờ mình lại có đó là chiêu cuối rồi. Bây giờ thì mình đó là sẽ đó là đứng đấy nhá, anh em thấy thì Murat đang để bóng đấy đúng không, giật về thì cũng chết mà không giật về thì cũng đó là có lẽ đã cùng hết chay, và cuối cùng Murat lên bảng điểm số.
Nên là khi gặp ý tưởng đó là Murat thì anh em nên nhớ cho mình, đó là nến, đó là một người, đó là giữ bóng lại. Kiểu là đối phương giật về thì anh em xả đám, mà đối phương không giật về thì gọi là đồng đội phía trên xả đám rồi. Về phần trang bị dành cho là vị trí của Zata thì anh em lên cho mình như sau: dây kiến cương kháng hiệu khống chế. Rồi tiếp đến thì món đồ giảm hồi máu, đó là sạch túi hôn. Sau đó mặt nạ, đó là Berit đồ sát thương. Tiếp đến thì anh em lên cho mình đó là băng nhận, một món đồ phép khá là mới, giúp đó là giảm hồi chiếu này, rồi tăng thêm cống phép. Bên cạnh đó thì có giáp nữa, giúp Zata thì nó sẽ trấu bo hơn. Bên cạnh đó thì còn có khả năng đó là xuyên giáp nữa, khá là phù hợp dành cho đó là vị trí của Zata. Tiếp đến thì sẽ đó là quên trường hút máu và bút được thêm một lập sắp ảo nữa khi mà thấp máu. Từ đó là cái quên trường, vừa từ đó là cái phù hiệu, đó là thánh thuần. Thì qua đó thì giúp đó là Zata lập sắp ảo khá là nhiều. Và cuối cùng đó là quả cầu băng xương rồi. Rồi Zuka ý định bắt mình đúng không? Trầm trọng lực mình đang còn quả cầu băng xương bạn ơi. Thiên rực của Zata được sử dụng này. Này đi chạy này, này đi chạy này, này đi chạy này. Lên bảng điểm số này. Về bảng ngọc dành cho Zata thì mình khuyến khích cho anh em như sau: ngọc đỏ cống phép và xuyên giáp phép, ngọc tím tốc đánh tốc chạy, và ngọc xanh tốc đánh và xuyên giáp phép. Và có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi. Bởi vì tém bên địch thì lên bảng điểm số 5 người rồi. Rồi pha này thì cất cảnh trong tế đàn bốn này. Kiểu là lính chưa vào đó. Rồi bật băng xương phạt nữa này. Và chắc chắn trận đấu sẽ kết thúc. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công nhé.